Cây bơ, còn cây kia là cây châm, dù biết cái trái châm ở Việt Nam mình không? Cây châm á. Cây châm có luôn hả? Có cây châm luôn đó hả? Cây châm đó là trong đó đó, gốc đó, đó là cây châm mà nó đi cứu đủ thứ. Ta nói là trời mưa lâm râm, cây châm có trái, có cái con, gái có chồng, ông có vợ, đàn bà có con. Nghệ đó, buổi đó là nghệ. Ừ, đây là nghệ nè. Nghệ rồi có ngải không? Nghệ với ngải phải sát bên đó. Sát bên đây nè. Ngải bún hả? Ngải bún. Chồng luôn. Chồng luôn. Ngải rồi có bùa chưa? Chưa. Đang kiếm bùa. Đây đang kiếm cái bùa nữa. Hello. Xin chào ngày mới tại gia đình mến yêu của Hiện Giờ Trời Vlog nha. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú, anh chị em cùng bạn bè thân mến, thì tiếp theo cái series đến thăm nhà bạn. Sáng ngày hôm nay Hiển với Phó Bếp đến thăm một người bạn, một đứa em, nó đúng là một đứa em. Hai vợ chồng là đứa em, nhà nó phía sau lưng Hiển đây. Trong nhà này, khu vườn này có những cây trái gì có giống như quê mình ở Việt Nam hay không? Thì ngày hôm nay Hiển với Phó Bếp mời đại gia đình mến yêu cùng đồng hành với Hiển và Phó Bếp để mình tham quan một vòng cái khu vườn của người Việt định cư ở tại Úc này. Thì Hiển một lần nữa mong mỏi đại gia đình mến yêu cho Hiển một like nha, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng Hiển Trời Trời Vlog có thêm nhiều động lực nha các bạn nha. Giờ thì mời các bạn. Là thấy thương không? Hello. Nuôi chó để giữ nhà mà chó nó hiền. Nó hiền quá trời. Đi vô con, đi vô trong, đi, đi. Đây, mình đến thăm nhà bạn thì mình có mua thêm một chút xíu đồ ăn. Chút xíu nữa là bật mí cho các bạn xem nha, cái đồ ăn gì nha. Có nè, ở trước cửa thôi là nó đã, cái này là gọi là đồ bỏ rồi. Ơi, quá cũng, trời. Cũng sắp lạnh rồi. Đang mưa đó. Hello. Hello. Để đẹp theo cây mít nè. Ôi trời ơi, con hủ qua cái này đẳng tao có ăn ở đây nó bỏ đầy hết trời. Hello con. Vô mình, sao mình, khỏe mình, không mình theo với bạn bè mình để nhà mình có đầy đủ. Ồ, cưng hết sức, cưng hết sức đây. Cưng hả? Chào cả nhà. Để giới thiệu với các bạn đại gia đình mến yêu, đây là chủ nhà mà hôm nay Hiển với Phó Bếp đến thăm. Em tên là Kim đó, ông xã tên là Đồng. Các bạn tên... Nói thêm chút xíu nữa, Kim hồi xưa là bạn từ hồi lúc mà ở cái thời mình đảo Bula Mì Đông năm 87, 86, 87 tới sau này đó. Cái đâu mà Mà là mình cũng là bốt gần 40 năm rồi. Đúng rồi, trời ơi. Ta nói nợ truyền kiếp mà nợ trời. Đó, nào, đừng nói là giới thiệu với các bạn mình đi. Ở đây đây mình có sô đũa. Đúng không? Phải không? Bây giờ từ từ. Bây giờ để giới thiệu đi. Giờ chủ nhà thì hơi ngại nhưng mà nói ra để Hiển giới thiệu luôn đây. Ở đây có cốc nè các bạn. Ai có cần lại đây chủ nhà cho luôn. Đó. Trời ơi quá trời cốc. Đó, rồi kia sô đũa kìa. Nó có rất là nhiều cây trái ở Việt Nam nha. Phía sau Hiển là mít đây nè, các bạn thấy cái mít không? Đây nè. Đây là có cây mít. Năm đầu tiên trái, năm này năm thứ hai. Cái năm đầu được có một trái một à. Cái bà này bà cũng độc chiêu lắm, bây giờ tôi đố bà cho cái trái mít mà ăn không được, ta kêu bà cái gì? Trái gì trái rồi, nói được không? Nói không phải nổ chứ cây mít tới mười mấy hai chục ký lận đó. Đó, thiệt. Một trái mít đó. À đúng rồi, cái trái mít là thường thường nó mười mấy hai chục ký mà. Giới thiệu các bạn, hồi trước khi mà bạn mình nó trồng cây mít này, nó có cho mình một cây. Mình cũng trồng nhưng mà điều cái cây mít của mình nó bị eo uột rồi nó chết. Chứ phải chi nó còn sống, nó sống lớn chắc cũng bây giờ cũng bằng cây này rồi nè. Nó là nó một thời với cây này. Hồi năm vừa rồi có một trái bự lắm, nó vô mà nó bị méo, rồi nó có hai múi à. Ờ năm đầu á, rồi năm nay được 6 trái mừng quá. Mấy cái này là đâu đâu không có. Đây rồi, bây cái, giờ thôi để chủ có nhà có củ sắn trồng nữa nè. Chủ nhà đứng ở đó đi. Rồi giới thiệu với cả nhà, nhà mình có trồng củ sắn nữa nè. Ồ.
Thôi mình đứng đây đi. Củ sẵn nè. Mà đi được không? Đi được không? Okay. Mấy giờ đứng đi. Đứng đi theo con. Đó, cái đây là củ dây củ sắn nè. Đó. Ủa đâu rồi? Đây, đây đi. Nó nhiều cũng chốt. Đây nè. Ủa thấy chưa? Ủa đâu rồi? Đây nè, cái này là dây củ sắn. Còn đây là cái vàng thanh long của mình. Đây là mới hái hết rồi, đợt coi như là hết một đợt rồi. Kim, mấy trăm trái luôn á. Quá cái nó bị xấu xấu ha. Ở cái thời tiết năm nay bị sao ốc đồ tùm lum hết. Rồi, ở đây có ớt, có đầy đủ hết. Món Việt Nam mình có gì là quê hương xứ Úc này cũng có luôn các bạn ơi. Đây có cái này là hiển bật mí với đại gia đình mình là rất là vui nè. Đố các bạn biết cây này cây gì? Đó, các bạn nào mà biết cái cây này á là comment cho hiển nha. Chứ cái cây này là thông dụng với mấy ông lắm luôn đó. Quá lá, đặc biệt luôn. Lá nó hơi rít rít, mình đụng cái tay vô nó rít rít ngộ lắm. Có cái bông nó đẹp lắm mà bữa nay giờ này hết bông chưa. Còn bầu bí rồi thôi khỏi nói rồi nha. Ừ. Bí trái bí đào. Rồi có cây táo à. Cây bom đi, mình chơi bom đi. Bên đây được. Phải không? Đi 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 vòng qua bên kia đi. Đi đường đốt được không? Thôi đây rồi có ấy rồi. Trời ơi cái trái này nó chín dữ lắm luôn đó. Đó hái ăn đi, làm liền, xử liền. Đây đây đây. Xử đây, liền. Đây. Đó cây bom bây giờ còn có một trái. Để cô. Trời ơi nó ngon chứ bị gì. Nó ngọt lắm. Đây. Đây các bạn. Các bạn nhìn thấy thanh long nè, quá la xá là ngon nhưng mà mình chỉ lựa mấy trái nó hơi đều đều thôi nha. Đó, không, mấy trái mấy trái bự rồi. Mà nó ngọt, nó mưa năm nay cái trái ơi. Mời các bạn miếng thanh long nha. Mát lòng mát dạ chiến sĩ nè. Thấy không? Ngọt không? Bẻ cái trái tươi á, trái hồi nãy cho kiếm trái nào đẹp đẹp bẻ không? Tôi khoái kiếm mấy xấu xấu à. Trời ơi. Vợ sao không kiếm vợ xấu. Vô mày. Vợ không kiếm vợ xấu. Vô đây. Nãy giờ ta đợi chủ nhà gì nè. Đây giới thiệu các bạn đi chủ nhà nè. Thôi vô đi, kệ đi ông. Mình bữa nay mình giới thiệu với các bạn mình đi. Cả nhà. Đây, giới thiệu cho đại gia đình, đây là chủ nhà. Đó. Tuổi với đứa em kế mình năm nay là hơn 60 bó rồi đó. Các bạn nhìn thấy đẹp trai không? Nhìn thử như mới 40 à. Trời ơi. Đó, bữa nay có hiểu rồi con. Trời ơi nó mừng. Nó mừng, có cây nó trái gì? Ông kêu nó vô. Đi quay cây táo rồi con. Ở đây mình có bơm nè, có cây táo tàu mình nữa nè, giới thiệu. Đây, ra đây. Trời ơi ớt, nhà này là ớt. 2 đồng có 10 trái à. Mà nó bỏ thúi vậy đó. Bỏ thúi cái gì, nó chín nó ấy gì chứ. Hồi đó đâu có trồng, nó bị rụng á. Đây có cây này là cây bơm, cây táo nè, nó. Hái ăn hết rồi. Hái ăn hết rồi. Còn mấy cái này là bí. Cây bí vậy thấy không? Cái này là bí đao, loại trái dài. Bí đao nó nhiều loại lắm nha các bạn. Bí trái dài, trái tròn, rồi thơm lá dứa, thơm nhang nữa. Có nhiều loại. Ở đây là cái chanh giấy của đó. Mình, nhà mình. Đó, còn bên kia là cây bưởi, còn cây táo tàu bên kia nữa con. Cây táo tàu. Sao cây lớn có cây không? Gì vậy? Cây bông này người ta nói trồng cái gì? Thử độc á. Nó hút cái chất độc á. Hồi đó tôi đòi đốn mà mấy cái bà vòng vòng đây mấy bà kêu đừng đốn để cái này nó hút cái chất độc. À vậy hả? Bởi vì chủ nhà nó độc chữ lắm. Đó, chủ nhà nó độc lắm bởi vì nó phải hút bớt. Nó hút bớt. Đây sư lũa nữa nè. Đó. Không cái này điên điển. Có cái điên điển hả? Điên điển. Ồ, điên điển sư lũa nó giống nhau hả? Giống vậy. Ủa này sư lũa hay điên điển không? Sư lũa. Chủ nhà còn không biết điên điển hay sư lũa. Ở đây là không thiếu cái gì hết. Đây đi qua bên kia có quá bên trời kia. Thanh long kìa. Mấy bữa mẹ rồi. Có cây táo còn trái ha. Ừ, còn có trái một à. Nứt rồi ơi. Nứt. Đó, trời nó nứt luôn rồi kìa. Đây có khóm rồi nữa nè các bạn. Có đó, khóm, cái trái khóm đó thấy chưa, trái thơm. Trời ơi, nó trồng ta nói chỗ nào cũng trồng hết trơn. Bởi vậy vui. Mình tận dụng đất mà. Bởi vậy ai rầy. Bởi vậy. Ai rầy thích thì trồng thôi. Coi thanh long này có chút xíu mà trái rồi các bạn. Đây. Nó bữa nay là tại vì bớt rồi đó, bớt trái rồi đó. Đây có mấy cây mai nữa nè các bạn. Có mai, có đầy đủ hết á. Trời ơi. Đẹp quá, mấy cái thanh long nhỏ xíu mà cũng có trái nữa. Nè, có cây cà ngà voi. Ú. Mà nó màu trắng, lúc đó nó màu trắng rất là đẹp nhưng mà. Ê, đây nè. Ở đây nè con, cây này cũng ở đây ít có ai đây có này, lắm đó. Lại có cái trái cà đẹp quá nè con. Trời quá. Cây cà.
Trời không, nó dài, nó đẹp lắm. Nó trắng, màu trắng là bây giờ nó đã già rồi, để giống á. Đây có bắp rồi nữa nè các bạn. Có bắp nữa nè. Thôi cốc nè, quá trời cốc rồi. Cốc thì thôi khỏi, hồi nãy đằng kia mình có coi không. Nó cây đó là cây táo tàu, ở nhà mình có cây táo tàu nữa. Cái nhà này dường như mai nó hơi dư, sao nó mọc tùm lum hết ta. Muốn không, muốn bứng không, bứng đi. Bữa nào nếu mình quẩn quẩn bứng cây hay cây mình trồng em. Trời ơi, nhà tôi bao la luôn không. Nhưng mà coi chừng, coi chừng cái cây đó của tôi. Cây cây từ sớm. Nước mưa đặng, cái bụi đặng quá trời bự, nước mưa cái cây nó tự nhiên. Đấy. Hả? Để từ từ. Đâu, nó mọc ở trong đó rồi hả? Ừ. Thôi đi. Nó nằm ở đây nè. Nè, lấy cái này gơi ra đây nè. Nó mọc ở trong này nè, làm sao lấy. Nó lột đâu không hả, mọc ngoài. Ủa sao vậy? Nó mọc ở trong cái chậu mà. Nó cũng hụt, nó mọc trong lưng. Đây nè, lấy nè, tháo nè, coi chừng lấy cái này. Rồi, sao lấy. Nó mọc ở trong đó thì lấy cái gì. Tưởng đâu dưới đất. Ủa kia, bưởi ăn được không? Bưởi này ăn không được. Đắng hả? Đắng ăn vô, khó trồng lắm. Trồng nó được nhưng mà trái dữ lắm, nhưng mà nó cái sao sao mình không ghép nó thử coi. Mình bây giờ cây là cây có cây táo tàu trong đó đó, đó là cây táo tàu đây ra ha. Quá trời, cây táo mà cái loại có gai á hả? Táo tàu mình á. Con có trái nào không? Giờ này chưa có trái đâu. Ra bông kìa. Nó ấy thôi à, chưa. Rồi cây đó, cây cacao, cây gì nữa đó. Cây chăm, ở trong kia có cây chăm với cây đó là cây bơ. Quá trời cây luôn. Rồi cây bơ, cây này cây bơ. Cây bơ, còn cây kia là cây chăm, dù biết cái trái chăm ở Việt Nam mình không? Cây chăm á. Cây chăm. Có luôn hả, có cây chăm luôn. Đó hả? Cây chăm đó là trong đó đó. Trời ơi, sao cây đâu mà nó đi cuốn con đủ thứ. Ta nói rồi là trời mưa lâm râm, cây chăm có trái, gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Đây, cây chanh nè. Thái trời, cây là cây ổi. Ổi này, ổi xá lị này ngon lắm á. Ổi này, ổi còn lá gì, lá tí tô Nhật nè. Tí tô Nhật, tí tô Việt ở đây hài hòa lắm, có Thái có Lào đâu nè. Đủ thứ hết trơn. Thái có Lào có Việt. Rồi cái vàng kia là vàng mướp. Ôi tùm lum, có cây mận nữa nè. Chú Sim hả? Chú chim kia con bùa kìa, nó bóng bùa kìa. Kìa trời ơi, được mấy bùa luôn. Các bạn thấy không, bởi vì đôi khi có nhiều người ta trồng được một cây hoặc hai, nói một bụi đi, một bụi hoặc hai bụi thì rất là quý, còn ở đây nhiều quá, cái thật sự đó nó kiểm soát nó không sể. Rồi bị chuột ăn cái này không? Cái này không phải con chuột mà là cái con sóc, con gì á. Nó uống giấy sáng. Con sóc á, nó ăn á các bạn. Này có sóc không? Có chứ, cái con nhiên á, ở Việt Nam kêu con nhiên á, nó có chút xíu à. Sao cái này ông chửi xỏ chủ nhà nè. Không có săn sóc kỹ nè. Không phải, tại vì nó ăn ở trên ở dưới mình đâu thấy. Đâu thấy đâu, không, nó ngồi đang. Nó chơi cũng tội nghiệp. Mình hẹn với đứa em mình lại quay clip mà mình hẹn hoài hết tuần này của tuần kia, nó cứ để nó trèo. Để đó, trong coi đâu có giữ gì. Không, thanh long này là coi như là trồng cũng 12 năm rồi. 12 năm. 12 năm là trồng tới mười mấy 20 gốc lắm. Mà hồi xưa nhớ như nhiều hơn nhiều lắm, bây giờ đốn bớt rồi. Nhớ hồi đó nó có trồng thanh long vàng nữa. Có thanh long vàng rồi thanh long đỏ, ruột đỏ luôn bên đó. Là bên đó mới có hai trái. Dưới bên kia phải không? Là ruột đỏ. Còn thanh long màu vàng nữa mà giờ nó chết rồi, cái giống nó không có khó trồng quá. Cái khu nhà này nó cũng giống như những khu nhà khác, chứ không có lớn hơn bao nhiêu hết trơn. Nhưng mà có một cái là hai đứa em mà nó tận dụng. Nó như là tận nó tận dụng luôn. Cái trên gạch còn... thì để chậu, mà ở dưới thì trồng dưới đất. Coi như là không để chấm một cái gì luôn á. Bật mí thêm các bạn nữa là trước đây đó là chủ nhà này thợ lót gạch, bởi vì các bạn nhìn thấy gạch đủ màu hết trơn đó đó. Nó dư miếng nào nó gì nó lót miếng đó vậy à. Chủ nhà nó phái màu mè mà. Lá mơ nè. Còn mía thôi mấy gốc luôn. Mía có bí vàng, mía đỏ gì. Cái này cái gì, bí gỡ mình. Bí. Lá mơ mà nó bò dữ vậy ha. Tốt lắm. Công nhận đất ở đây tốt thiệt. Đây nè, coi nè, nó bò không thấy không? Con mà mới để cái vỏ sữa rồi hôm mà bây giờ nó bò dính vô vỏ sữa. Dính luôn vỏ sữa luôn á. Đó. Nó thiếu sữa mà nó giống chủ á. Nhỏ nó mới để vỏ sữa rồi hôm á. Giờ nó quéo vô đây luôn rồi. Nó giống chủ, nó thiếu sữa. Có cây gì, cây cà ri kìa. Cây cà ri là bên đó. Cà ri sau lưng. Cà ri cái lá nó giống giống lá cầm vuột vậy các bạn. Đó. Đó cây cà ri đó, đó.
là cái cá ông nuôi đâu trong đó 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 lục bình đó ông để đó là cá không đó. À đây là cái khu vườn gọi là vườn thượng quyển của chủ nhà đó. ông lấy cái ấy ông tẩy qua cái đây. Các bạn nhìn thấy cá không? Đó, trời đất ơi. Quá trời luôn con kìa. Ý, của mày cá con nhiều quá đi. Nè, tẩy tẩy cho nó lên. Ok, trời ơi, nó đẻ nhiều quá ha. Ê, chúc cho 5 con nữa nha. Cá bự nó không có lên, có cá bà con. Thôi, không xin cá con, không cần xin cá bự. Quá trời đẹp luôn. Đây, bí rợ. Này, thấy chưa? Đó. Đây, cũng có xoài, có đồ nữa này các bạn. Thì xoài có chút xíu xíu cũng là được mấy trái nè. Này muốn chín rồi. Đây nè. Ô, cho bí này già quá rồi bạn ơi. Bí nhiều lắm, trồng nó bò. Ôi, cái vườn này công nhận nghe mê thiệt luôn á. Đó, nó núp núp ở trong này nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Trời ơi, có trái nè. Thôi thôi. Quá trời quá đất rồi. Ôi ôi, nó nằm nó núp ở đây ai đâu thấy. Ở đây nè. Có trái nó nằm đó nè. Này nó làm cho giống Việt Nam vậy đó. Còn cái này là ngò ôm nè. Công nhận á, ở đây á, bạn mình nó trồng cái gì cũng tốt mà mình nó đắng mình mua một chậu ngò ôm mười mấy con bạc về mình cấy ra nó chết hết trơn. Cây nhãn được mấy trái kìa. Nhãn năm nay sao mình năm nào cũng bị bông dữ lắm luôn. Mà sao nó có mấy trái, nó bị gì ta? Các bạn ơi, các bạn biết sao mà nhãn mà khi nó có bông rồi á, trái nó đậu là sao? Nhà tôi năm nào cũng vậy. Bông quá trời nhưng mà giờ nó còn có mấy trái à. À, Lục Bình nè, chia sẻ các bạn ha, bao nhiêu đây thôi. Bao nhiêu đây thôi mà mình đi lại ngoài chợ mình mua đó. Là nó bán cả 10 đồng. Tiền không rồi đó. Cả 10 đồng á. Ờ đúng rồi đó, bữa hỏi ổng mua 10 đồng về, ổng mới trồng, mới làm, mới nuôi ra đó chứ. Bởi vậy, ở đây cái gì cũng vậy hết trơn á. Mình càng quê hương chừng nào thì nó càng mắc tiền. Bông... Ai đẹp quá nè. Bông, ờ, bông Lục Bình đâu có hết á nghe. Bông Lục Bình á, thì nó bán cả 60 đồng 1 ký. Ông Hiển chờ ông bán. Ông Hiển chờ ông bán. Nói chơi, ở đâu có đâu bán. Ở đúng đâu rồi. Có đâu tới bán. Có bèo đồ đầy đủ hết trơn luôn. Cây này cây gì ta? Cây này cây điên điển nè. Đó, điên điển cái xu đũa gì đó không biết. Không, cây này là cây điên điển, còn cây kia xu đũa. Cái trồng điên điển xu đũa gì nó không biết cái nào. Ừ. Cây này cây gì không? Xu đũa không hả? À? Trời ơi sao lần có điên điển là như nó dục rồi kỳ đó, không điên điển nó dục. À. Kỳ đó ai nói mày giống như rễ điên điển nó ghét. Đó đó đó. Nổ hai cái điên điển nó dục luôn. Cái chậu đó bây giờ đang gieo hành. Hành bên đây bây giờ tới 2 đồng rưỡi một ba đồng, 2 đồng rưỡi một bó. Ba đồng rưỡi. Bây giờ phải trồng. Rồi năm nay cỡ này không có trồng củ kiệu nữa hả? Bỏ luôn bỏ giống luôn hả? Cái giống mà bị người ta ăn cắp đó. Đợt đó hết luôn hết giống rồi. Cây này cây gì hả? Bụi trúc. Muốn trúc ba lá bự hả? Có muốn trúc này mà nếu mà mình trồng mình là trồng nếu mà mình có đất mình trồng đó là lấy măng ăn luôn đó cái trúc đó đó. Hả? Có muốn trồng kiệu lại không? Để lá gói bánh. Bánh chản đó thì đó cây dưới là cái măng ăn được mà. Thế chỉ lá bự. Còn cái này là cây su. Khoai lang nữa nè, cái này buồn buồn nấu tô mì cái ra ngắt chừng chục đọt thì vô dục nó khoai lang khoai đầu tầm tùm lum đơn giản vậy nghệ đó à. Buổi đó là nghệ đây là nghệ nè. Ừ. Nghệ đâu có ngải không nghệ có. Với ngải phải sát bên sát bên đây nè ngải bún hả ngải bún trồng luôn ngải rồi có bùa chưa chưa chắc kiếm bùa đây kiếm cho bùa nữa người ta nói bùa rồi mới tới ngải rồi mới tới nghệ. Trời đất ơi, thêm một cái cây sung ở đây. Cây sung. Cây sung cái mùa này nó cái lá nó tự động nó khô vậy chứ không phải nó chết nha các bạn. Thì hồi nãy trước khi đến đây đó mà phó bếp có mua một ít cái bánh bía chay mà có hột gà. Đứa em nó ăn chay mà có hột gà nó ăn được. Ăn chay mà gặp chay mê chay chết mẹ luôn. Đó, ăn chay còn mê chay. Mời các bạn nghe vô mình đàm đạo đồ này kia trà đạo chứ. Đó. Trà đạo. Rồi, xin mời vô. Mời cả nhà vô.
À, các bạn thân mến, thì sau 5-10 phút giới thiệu tổng quát khu vườn của hai người bạn Đồng và Kim. Vừa rồi thì các bạn cũng thấy rồi đó, tuy rằng cái người Việt mình sống ở tại xứ lạ quê người, nhưng mà lúc nào cũng muốn gom lại, gom quê hương lại, gần lại mình. Thì trồng bất cứ cái gì ở quê mình có thì cứ trồng, trồng để mà nhìn, để mình đỡ nhớ nhà vậy mà. Thời tiết nó cho phép là mình phải trồng vậy, nó ngộ lắm. Thì đến thăm nhà bạn, tiếp tục cái series hôm nay là thăm nhà của hai đứa em Kim với Đồng đây. Rồi sẵn phố bếp mua một ít bánh nè. Đây, mình hồi nãy mình có ghé shop mình mua một miếng bánh bánh mới ra lò. Bánh mới ra lò. Bánh mới ra lò, bây giờ mình cắt ra mình uống trà nha. Đó, rồi sẵn thanh long cây nhà lá vườn luôn nè. Bánh ra trước đi. Chắc nó ngọt dữ lắm, nó mới kiếm chứ phải không? Kim cắt thanh long đi. Cắt trái rồi. Hồi nãy mình nhìn nó phía dưới nhìn trái nước ra không cắt hả? Đi cắt cái này hả? Kệ đi, lát trái nước đem thách cà quay. Trái nước quay đi, trái nước cái cà quay đi. Đâu thách cà quay phải là phim chứ, nhiêu nó thách hơi nhẹ. Trời ơi, thách cà quay còn đòi hỏi nữa kìa. Nói cho lát nào không dám hái đi. Chơi lên là mình thấy nó không có sao vậy ta. Trời thách cà quay mà còn thách nhẹ quá, khó cầm. À, xin phép đại gia đình nha, tại vì đứa em bạn mình nó bia chứ nước trà khó uống giống như Hiển vậy, thì cầm ly nước nóng là nó khó chịu lắm. Cái này là nước lạnh là được. Tí nó gọt nhưng mà rất là ngọt, rất là ngon nha các bạn. Mời đại gia đình nha. À, các bạn biết không, thì em Kim này hồi xưa đi vượt biên tới Bù Lao Bi Đông sau Hiển với Hoàng khoảng 7-8 tháng năm gì đó đại khái. Nhưng mà điều trong khoảng thời gian đó tụi này cũng quen biết nhau, chơi chung với nhau luôn. Thì sau này khi mà đi định cư thì phố bếp ở Úc, Hiển thì đi qua Canada, em Kim thì đi qua New Zealand là Tân Tây Lan. Mà lý do hai ông bà hồi xưa mà gặp nhau là gặp ở đâu, ở tại Bi Đông hay là gặp ở New Zealand hay là gặp ở Úc, và bữa nay Kim chia sẻ. Gặp nhau thì ở bên New Zealand. Tại hồi lúc đó qua là thấy trời ơi, chắc cái cảnh đẹp trai chắc thấy mê. Đẹp trai dữ dội, mê luôn, hốt luôn. Mà bây giờ tôi dụ ông thả tôi được có ông món đặc biệt lắm nha quý vị. Về xà lách son, xà lách son. Chắc hồi đó cũng dụ xà là xà lách son cho nên mới làm một dĩa xà lách son, bò xà lách son đó mà cua được ông đó. Cua đó hay quá. Chia sẻ với các bạn một điều là ngày trước khi những người Việt như Hiển với em Kim đây tị nạn sợ New Zealand lắm, sợ Tân Tây Lan lắm, tại vì người ta nói cái chỗ đó nó buồn mà nó giống như cái nước nó nghèo á. Mình không biết cái Tân Tây Lan nó nằm ở đâu mà chỉ nghe người này nói lại với người kia giống như truyền qua cửa miệng đó, là đâm ra sợ. Nhưng mà thật sự đó là Tân Tây Lan rất là, cái cảnh nó rất là đẹp, rất là coi như là đẹp nhất thế giới luôn. Đẹp nhất thế giới các bạn. Đất nước coi người ta giàu có lắm đó chứ không phải. Cái phim gì Potter vậy đó, Harry Potter nè. Nhiều cái phim mà gọi là khoa học giả tưởng luôn, rồi phim thần thoại là quay tại New Zealand không, Tân Tây Lan không. Cảnh ở Tân Tây Lan rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp mà rồi. Giàu có mà dân người ta ít dân. Rồi sau này á, các bạn biết, tại vì Tân Tây Lan là New Zealand với Úc là Australia, giống như hai anh em vậy đó. Nó cùng chung một cái khối Commonwealth là của Anh. Thành thử cái người dân ở Tân Tây Lan qua Úc qua lại sống thoải mái, an sinh xã hội giống nhau luôn. Nhưng mà hồi xưa mình ở tị nạn, ở bên trại tị nạn mình không có hiểu tới cái chuyện đó. Hay Úc thì mê mà New Zealand thì lại sợ đó. Nhưng mà thật sự là ở bên New Zealand rất là từ New Zealand nó qua Úc đó thì định cư ở đây luôn là cũng 30 năm rồi hả? Mà hai mấy 30 năm có hai mấy năm Đi qua đây hồi năm nào ta? Từ cái Tân Tây Lan qua Úc hồi năm nào? Anh nhớ năm 80, năm 98. Đầu năm 98. Là coi như cũng 20 năm hơn rồi. Dân nhậu mà.
Đưa bây giờ không có mồi, nó không có mồi cũng không chịu. Đây các bạn thấy không, cũng kiệu với giò thủ. Đừng nói giò thủ nhà làm luôn đi nha. Đây nè, cái này mua mua có đúng liệu làm. Đúng liệu đồ nhậu không à, hay chưa. Hiển chờ chờ, nói Hiển chờ chờ là thợ nhậu. Hôm nay còn thợ nữa, lên tới kỹ sư rồi. Kỹ sư nhậu rồi. Rồi thôi cầm ly trà lên mời các bạn, đây mời cả nhà. Mời cả nhà đi. Mời cả nhà. Mời đại gia đình nha. Cái này chơi sóc rồi nha. Mình cầm trà mấy ổng cầm ly nha. Theo như hai bạn đó, cái kỷ niệm mà từ ngày mình ở New Zealand mình qua Úc á, cái kỷ niệm nào mà làm cho các bạn nhớ nhất? Kỷ niệm nhớ nhất khi mình anh của mình qua đây trước, rồi mình đi qua đây lần đầu tiên mình thấy người Việt của mình ở đây rất là nhiều, rồi mình đi ra chợ Việt Nam mình cái gì cũng giống như y như là một cái xứ sở Việt Nam mình, nhớ quê hương, ấn tượng của mình vậy đó, mình chạy qua đây luôn. Kết luôn á, qua là thấy là cuộc sống giống như là người Việt ở Úc. Đúng rồi, quá nhiều. Bên New Zealand nó không có đồ ăn đủ như chỗ như Úc. Dạ. Tại vì cái cộng đồng người Việt New Zealand này nó hơi ít. Quá ít. Hơi ít. Còn hơi bên đây thì nó thiếu tốn nhiều. Dạ. Còn qua tiếng Úc này rồi nó giống y chang Việt Nam mình nè. Buôn bán ăn uống đầy đủ. Dạ. Ở New Zealand mà không muốn đi mua một trái xài à cũng khó à. Dạ. Không có như Thanh Long hồi đó đâu có. Thanh Long hồi đó không có. Đúng rồi, không có. Nhưng những cái trái chôm chôm không có. À, coi như là bắn cục đồ này nọ là New Zealand hoàn toàn không có. Tại vì mình thích ăn món Việt Nam nên qua đây. Đợt tôi qua đó là ở Tân Lan muốn đi mua một chai nước mắm phải chạy 30 cây số. Xa lắm, nó không có giống thế ta lắm. Bây giờ nhiều rồi. Bây giờ sau mấy chục năm chắc thay đổi rồi. Bây giờ thay đổi rồi. Hồi đó muốn đi mua một chai nước mắm phải chạy từ chỗ mà ô tô á chạy lên xích thì là 30 cây à. Trời. Nói giờ đó mới có chạy. Bạn đồng với Kim qua hơn có cái là ngay ở trung tâm người Việt. Ở ngay trung tâm người Việt đó chứ còn nếu mà mấy cái chỗ mà khi mà tôi bước chân qua tới bên New Zealand nó vui biết không? Trời ơi, đi trên đường mà cái chuyến đường đi dài đó một cái tôi khóc không. Là tại vì nhìn xung quanh nó là cù rồi đất không farm coi nó nhờ dê cũng như là cái vùng farm để ở. Rồi xong tôi chịu không nổi tôi mới chạy lên trên thành phố ở dưới ngay chỗ khu đó chắc cũng 2 tháng. Lúc dưới quê ở dưới rồi. Dưới quê 2 tháng tại vì người ta bảo trợ mình mà. Dưới thùng đồ ở dưới. Rồi xong rồi tôi chạy lên trên Auckland. Thì các bạn sẽ nhìn vô bạn thấy đất nước New Zealand á, mình nhìn thấy nó nhỏ hơn Úc thiệt. Nhưng mà nó đẹp lắm. Nó vẫn lớn. Nó lớn cỡ nước Việt Nam còn lớn hơn chứ không thấy nó lớn nó hơn nhiều. Đó. Nhưng mà chỉ có 5 triệu dân thôi. Chú biết là lúc tôi đó. Cái thời điểm tôi qua đó là chỉ có 2 triệu dân nè. Đó, thấy không? Đó. Trời ơi nó buồn nghe đi ra ngay chỗ cái lúc mà ảnh đưa cô về ngay chỗ cái khu mà người ta bảo trợ mình đó. Trời ơi tôi nói nhìn ra thì chù nhìn ra lại đất. Không, chỗ bà ở đó là buồn rất buồn dữ. Nó tâm tẩm chiều chui ở dưới đó. Thì lên trên ốc lệnh mới gặp ông này. Anh Đào biết sao? Tại vì đi nhân đạo. Ừ, thì đó. Nó muốn giãn dần rồi. Nó giãn dần ra mới chỗ quê quê. Không, cái đó là bãi về ngay chỗ thủ đô đó. Có như đi về camera vậy đó. Vậy mà còn vắng vậy đó ha. Ừ, cái đó là cũng như mình ở đây. Là cái chỗ cam ở đây là cái chỗ Việt Nam mình đâu cũng vậy. Bả đi về camera ở dưới lúc ở dưới đó. Trời ơi, cái lúc đó thèm nước mắm muốn chết. Ở New Zealand thì có cái là đất rộng mà người thưa cũng giống như ở Úc vậy đó các bạn. Cũng giống như Úc vậy đó. Mình ở nước Úc này thì sống bằng cái rìa của bản đồ Úc. Các bạn thấy là nó sống bằng cái rìa thôi. Còn cái ruộng không ai ở. Nhưng mà phần nhiều là người Việt của mình đi qua bên New Zealand thì qua Úc này sống nhiều hơn. Là tại vì bên đây nó vui. Người Việt của mình ăn nhiều. Đồ ăn đó. Có người Việt mình nó nhiều. Ở như thế lên ít lắm. Yeah. Công ăn việc làm đời sống thì nó ngay đi nó thoải mái hơn. Nó thoải mái hơn bên New Zealand. Tại vì cái như bất cứ mình cần cái gì đồ của Việt Nam mình thì đó có. Còn bên kia mỗi lần quan trọng là vui. Đúng rồi. Chủ yếu là ham vui đó. Nói tóm lại là tôi ham vui tôi ở đây. Ở tầng làng á, nếu mà đi bác sĩ á thì phải nói tiếng Anh. Phải bắt buộc tiếng Anh. Mà qua đây thì nói chuyện với tiếng Việt cứ quên tiếng Anh rồi. Nói tiếng Việt không? Ở đây tiếng Việt, bác sĩ từ cái gì cũng tiếng Việt. Ở Tân Lan nó phải bắt buộc ra bác sĩ là phải nói tiếng Anh. Tiếng Việt không biết mà tiếng Anh cũng không rành bây giờ đây. Qua đây á,
qua đây biết đi rồi. Nó có một cái vậy nè, ông bà mà nói thì sung sướng quá, cái nằm ra chậm tệ. Tại đi. Ở Tân Lan muốn kiếm công việc nó khó lắm. Dạ. Yeah. Phải bắt buộc gán để nói tiếng Anh. Không biết cũng phải biết. Gán nó giỏi còn. Ừ, còn bên đây đâu có giỏi không biết. Biết là ngu luôn. Bên đây đi ra mua cọng rau cũng nói tiếng Việt. À, bật mí cho các bạn một điều nhỏ là thủ tướng ở tại New Zealand với Úc không có tổng thống nha các bạn. Nó thuộc về nữ hoàng, thành nữ hoàng ở trên rồi dưới là thủ tướng thôi chứ không có tổng thống. Không có tổng thống. Mà thủ tướng ở New Zealand là người phụ nữ trẻ nhất. Sau này có thêm một người ở đâu ở bên Bắc Âu là trẻ hơn của New Zealand thôi chứ. Cái cô mà thủ tướng ở New Zealand là trẻ, hồi xưa là trẻ nhất thế giới đó. Phải trẻ. Thôi vậy mình vô cái nữa đi rồi. Thôi xin kết thúc đi. Kết thúc nha. Dạ. Thôi vô. Vô. Rồi. Đợi clip sao? Để chừng nào ổng cưới vợ. Để clip sao là chừng nào Hiển cưới vợ thì nó làm lớn. Dạ. Các bạn thân mến, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hiển Chờ Chờ Vlog trong những cái series tiếp theo là Đến Thăm Nhà Bạn. Kính chúc lại gia đình mến yêu có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng nha. Giờ clip đến đây Hiển Phó Biếu xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nha các bạn nha. Rồi, bye bye. Xin chào cả nhà.